xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì nhân tiện là mình có một cái ổ chim đang vào ấp, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cách làm sao để chúng ta kiểm tra xem là cái ổ chim của mình xem là nó có trứng, nó có cồ hay không nhé mọi người nhé. Thì nếu mà chúng ta kiểm tra sớm, nếu mà có cồ thì để ấp tiếp, còn nếu mà bị hỏng thì chúng ta bỏ ra để cho con chim mái vào đẻ nữa tiếp. Thì bình thường thì mọi người có thể ai một cái kinh nghiệm lâu năm ấy, các nghệ nhân chơi chim lâu năm thì mọi người nhìn trứng bên ngoài có khi là đã thấy rồi, nào có thể nhận biết là trứng có cồ hay không. Nhưng mà nếu mà những bạn nào mà mới chơi hoặc là chưa có nhiều kinh nghiệm thì mọi người có thể làm theo cách của mình, là mình dùng đèn để mình xoay trứng để xem như thế nào. Thì bây giờ mọi người đây, mình sẽ lấy một cái ổ chim mà mới ấp được ba con chim này của mình mới ấp được 3-4 ngày gì đó, mình nữa mình cho ấp mình phân mất ngày, nhưng mà cũng được 3-4 ngày thôi. Thì mọi người xem nhé, em đi vào đây. Của mình thì mới ấp được 3-4 ngày thì mình sẽ lấy ra mình kiểm tra cho bạn xem. Ổ này thì mình được 5 trứng. Ok, thì để kiểm tra xem là nó có trứng có cồ hay không, có đặc cồ hay không, thì mình sẽ dùng một cái đèn. Anh em có đèn gì sáng thì càng sáng soi càng rõ, nhưng mà với điều kiện là trứng phải được tầm ấp được 3-4 ngày nhé mọi người nhé, thì mọi người soi nhìn sẽ rõ hơn. Đây, để vào đây. Đây. Ok, thì mình sẽ lấy một quả lên soi cho mọi người xem. Rồi. Đó, mình lấy quả này nhá. Mình sẽ soi vào đây. Em lấy nhát cận mình. Mọi người có thấy là quả trứng này nó hiện lên màu hồng không? Đây. Khi quả nào mà nó có mạch máu mà có màu hồng như thế này được 3-4 ngày thì là quả nó có cồ. Mình cầm một tí run run đây, đây mọi người có nhìn thấy mạch máu không? Nói. Cái mạch máu màu đỏ này mọi người nhìn rất rõ, em nhìn rất rõ nét lúc vừa nét xong rồi không phải anh xoay kiểu gì nét cơ. Đây các tư thế nói đấy. Thật ra thì nhìn qua cái này thì khá là khó, nhưng mà nếu mà mọi người nhìn ngoài thì mọi người sẽ thấy rất rõ. Quả trứng này nó có một cái vệt máu, mạch máu màu hồng này, mạch ngang màu hồng, màu đỏ nhá. Và xoay tổng thể vào quả trứng thì nó sẽ thấy màu hồng, xoay xung quanh thì chúng ta đều thấy một cái viền mạch máu của quả trứng hết. Hơi xoay vào khác, không sẽ kỹ, mọi người phải nhìn kỹ vào làm sao để cho mọi người nhìn cho rõ. Đây rồi, nhìn thấy mạch máu rồi. Đấy mạch máu ở đây. Okay. Đấy. Quả này là quả có cồ nhé mọi người nhé, 3-4 ngày là xoay được, 3 ngày đã xoay được rồi. Ok, mình sẽ lấy thử một quả khác. Đây vào đây. Đây, mình sẽ nhặt quả khác nhé. Quả nào cũng thế thôi. Thật ra thì mình đã kiểm tra rồi, quả nào cũng đều có cồ cả. Thế là được 5 quả. Ok, quả này thì có thể là sau cùng này. Cái mạch này nhìn sẽ không rõ như quả kia, nó khá là nhiều. Đây, mình sẽ lấy xem tìm quả nào rõ hơn để cho mọi người nhìn. Quả này nó mới bắt đầu lên một tí đỏ đỏ, anh nhìn qua điện thoại khả năng là soi rất khó. Đây, mình sẽ lấy một cái quả mà nó không có cồ cho mọi người xem. Thật ra 5 quả này thì đều có cồ nhé mọi người nhé, mình đã soi rồi. Mình chỉ lấy ví dụ một quả đầu rõ nét mình nhặt thì mọi người nhìn thấy là cái mạch máu, thế là mọi người biết là quả nó có cồ rồi. Thì 5 quả này mình soi là đều có cồ hết. Mình sẽ lấy một quả mà không có cồ cho mọi người xem nó như thế nào. Cứ tầm 3-4 ngày bắt từ khi chim mái bắt đầu vào ấp là đều xem được hết. Đây ví dụ như quả này đi, quả này là quả không có cồ này. Khi mà mình soi vào thì nó là màu trắng trong, bên trong nó chỉ có nước thôi nhưng nó không có cái gì cả. Đấy mọi người thấy chưa, soi vào nó chỉ trắng nứ thôi, không có cái gì bên trong cả. Đấy. Dạ, nhìn gì? Chỉ thêm một mồn mé. Đấy, xoay như thế. Đây, xoay như này. Xoay cho cháu. Đấy. Ok, xoay như này đấy, mọi người có thể hình dung là không nhìn thấy cái gì bên trong đúng không? Quả này là quả không có cồ. Đó.
mình sẽ xoay lại kiểu kia bằng cái kiểu này thì cho mọi người nhìn cho rõ nhé. Đây, quả không có cô này. Đấy, quả là quả có cô đây. Làm lại để cho mọi người nhìn nó rõ, không thì sợ mọi người không nhìn được qua cánh đèn điện thoại nó thu vào, sợ mọi người nhìn nó không rõ đây. Mình cũng chưa biết cách quay làm sao để cho nó rõ đây. Quả đầu tiên mới quả lên rõ nhất. Quả đầu tiên mình cũng không nhớ. Đấy, mọi người thấy cái quả là có cô trông nó hồng hồng hơn hẳn chưa? Đấy, nếu mà nhìn qua thấy nó hồng rồi, tức là nó đã có một cái lớp màng. Đấy. Đây. Mạch máu. Mọi người nhìn mạch máu không? Nhìn mạch máu. Đó. Thì như thế này. Nào quả trứng đã có cổ. Đó. Và những quả như này thì chúng ta sẽ để ấp tiếp. Đấy, thường thì mình nuôi sinh sản cứ khoảng tầm 3-4 ngày thì mình sẽ kiểm tra xem mà cái ổ trứng ấy nó có đạt hay không. Nếu mà ổ trứng mà có cổ như thế này thì mình sẽ để cho con mái nó ấp. Thế còn nếu mà mình kiểm tra cái ổ trứng này mà nó không có cổ thì mình sẽ bỏ hết tất cả này đi. Bỏ hết đi. Mình tạo làm một cái ổ khác để cho con chim mái vào đẻ nứa khác để đỡ mất thời gian. Chứ không, nếu mà không có cổ thì chúng ta cho con mái vào nó ấp thì nó sẽ không giải quyết vấn đề gì cả. Nó tới 13 14 ngày chim nở thì nó không nở thì rất là mất thời gian cho con chim mái. Hại sức khỏe. Thì chúng ta kiểm tra như thế, nếu không có cồ thì chúng ta bỏ đi, mình bỏ hết trứng ra ngoài để cho con mái nó nghỉ ngơi một tuần, xong mà nó sẽ vào đẻ nứa mới thì chúng ta sẽ ghép lại đó. Đấy thì mọi người, những ai mà mới chơi chưa có kinh nghiệm ghép sinh sản mà chúng ta muốn kiểm tra trứng nó có đạt cồ hay không, trứng có phôi hay không, thì mọi người cứ làm theo cách của mình. Còn như mình ấy, thực tế thì mình cũng không nhất thiết là mình phải dùng cái đèn để mình soi đâu. Tại vì mình nuôi chim cũng được một thời gian khá lâu rồi. Mình nuôi chim sinh sản khá lâu rồi, nhưng mà mình nhìn trứng là mình cũng có thể là mình biết rồi. Đấy. Thế nhưng mà anh em mới chơi và chưa nhiều kinh nghiệm thì mọi người có thể làm theo cách của mình. Đa phần thì anh em đều soi này thì đều nhìn rất rõ mà nhìn thấy ngay. Tất nhiên là không phải quả nào mà chúng ta xoay lúc có cồ mà đều nở chim non đâu. Nhiều khi trong quá trình ấp các con chim mái mẹ nó vụng, hoặc là do thời tiết hoặc là do nhiều yếu tố ảnh hưởng thì có thể là nó quá phôi bên trong nhưng mà nó không nở ra quang, có thể nó chất yểu ở bên trong, thì cái đấy là chuyện sau này. Nhưng mà trước tiên này mình phải kiểm tra xem nó có cồ không, để tránh những mất thời gian là chúng ta đợi chờ không cồ chúng ta bỏ đi để cho nó đẻ nứa mới cho nhanh. Ok, xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Ok, xin chào mọi người.